Hello Jay. Jay sáng nay chưa ăn mì cô chú ơi. Mì hông mà không có gia vị gì trong nó hết. Coi bé ta. Trời ơi bây giờ nó xài xịn sò lắm cô chú ơi. Ngon chưa cô chú, coi Jay đang cột tóc nè. Ba Jay cột Jay đó. Ui chào ơi ngon. Ui wow. Nay ăn này cho khỏe để cho ông đủ lâu quá. Giỏi ghê, tự động ngồi ăn khôn lớn. Đèn cho sáng sáng cho cô chú coi. Ngon con. Ngon con. Chay ơi. Chay, mẹ nói chuyện có trả lời mẹ không? Không trả lời là mẹ tắt iPad á. Dạ mẹ chưa? Ờ. Nhìn qua mẹ cái coi, say hi. Ừ, giỏi. Trời ơi, coi nè, đầu cục tóc mà hình cái dâu luôn kìa, dữ chưa. Cô chú mua đó. Mấy cô cho đó, mấy cô Việt Nam cho đó. Trời ơi, ngoan dễ sợ chưa. Ăn từ từ thôi nha con. Cái này là không có nóng là chay tự ăn nè cô chú nè, thấy không. Còn cái nào nóng là mẹ đút, nào mà nước nhiều quá đó nóng là mẹ đút, còn mấy là tự làm hết vậy mới đúng nha. Ừ, mặt này. Ăn đi con. Ừ, có miệng ăn nè. Giỏi chưa. Ui trời. Ui trời. Thấy chưa, lìa lẹ luôn. Nãy là ăn dâu rồi đó, nãy vậy là ăn dâu rồi đó. Mình tiếp tục ăn mì, bữa nay ngủ dậy sớm lắm nha cô chú nha. 11 giờ rưỡi, không kêu dậy là ngủ tiếp luôn đó. Ham ngủ dữ lắm. Ngõ mét mốt rồi, ngõ mét mốt đâu. Không, mét mốt đâu chu ra rồi. Chay mốt lớn lên mày vẫn đi xăm chân mày. Lông mi chay nhìn cũng được á cô chú, không tới nổi ha. Mốt mốt bây giờ cho có chân mày nó mốt vẫn đi xăm chân mày xăm môi. Đó, về ngồi đây, ngồi vậy mệt rồi về ngồi kiểu khác đó, kiểu truyền thống của con tao đó đó. Đúng rồi, kiểu này mới đúng là chào mẹ con chay nè. Ăn đi con. Hết mì trong vòng chốc lát luôn chứ phải. Ăn đi rồi mày lấy sữa chua cho con uống nha. Ừ. Trời. Xong rồi cái vô. Thôi mẹ không ăn đâu, mẹ cảm ơn. Mẹ cảm ơn, mẹ không ăn. Xong rồi cái mẹ vô mẹ rửa mặt, rồi cái mình đánh răng, cái mình chải đầu lại cho thẳng thớm, mình thay đồ mới. Nó coi chân ngồi nè. Đấy nha. Con tôi thôi, tại sao nó nông dân y như tôi vậy bởi vậy. Vậy dễ sống hả con ha. Trời ơi, giọt ôi. Con nè, con nè. Con nè, không ăn nữa hả? Hết rồi hả? Uống nước rồi, mày lấy miếng nước uống nha. Uống nước cam nha. Mày con, ui da, uống miếng nước cam nè con. Uống sữa hả? Ok, uống sữa. Rồi, uống sữa đây. Thôi rồi, tướng là trời, trời muốn đập dễ sợ. Ê, đưa đây. Nó nghe nè, con nè, con nè. Ăn hết luôn đi. Ok. Ok, thank you. Ngồi cao lên chút nữa. Cái này tướng ngồi của cái này là tướng ngồi của mấy người lùn đó cô chú. Mẹ chay với chay lùn mới nên phải ngồi vậy đó cho cao. Trời ơi, cô chú thấy giỏi chưa? Trong vòng chưa tới 5 phút ăn xong chén tô mì. Trời đất ơi, quá giỏi luôn. Bây giờ mày lấy yogurt, mày lấy sữa chua cho chay uống nha. Mày lấy than 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 nhớ không? Ok. Đây nè cô chú.
Đây, đây là dấu ua than nè. Con muốn mẹ giúp không? Mẹ giúp cho. Lắc lên nè, trước khi uống phải lắc lên nè. Trời ơi, mẹ vừa cầm cái máy quay, mẹ vừa mở ra. Biết mẹ mở có ổn không nữa vậy? Ok. Ok. Vô. Không phải vô đà, cái đó là gì đó. Ờ, gì đó. Gì chui, gì đó. Tên gì muốn mất tiêu quay. Mấy xe chui xích gì đó, ai biết chi gì chu chu đó, quên rồi. Chu gì quên rồi đó. À, vậy là khỏe ru rồi đó, bụng khỏe ru rồi. Ờ, có cái đầu tóc này. Nhìn đầu giống mấy cô mà sáng sớm ha, chưa kịp chải đầu chải đồ cái là lo bận rộn đồ này kia, lo chuẩn bị đồ ăn cho gia đình đồ này kia đó. Trời, con không có mặt à, mặt muốn uống không? Uống đi con, uống đi con. Từ từ uống hả? Ừ, từ từ uống. Nó nói từ từ uống. Đúng rồi, không phải vô đà, cái con cái gì chu tên quên gì thôi. Giờ hỏi vô hỏi ba coi. Chức ghê á, mày biết con này mà sao tự nhiên mày quên rồi. Mà chay làm ta tạ tí ta, tạ tí ta là cái bài nhạc của cái bộ phim đó đó cô chú, Star Wars đó. Than chay được nghe cái bài nhạc này lúc mà chay nằm trong bụng mẹ, nên là cái bài hát này là cái bài hát mà thật sự là khi mà sinh ra đời á, nó vừa tới nhà ba nó mở nghe cái này là tự nhiên chay nó có cái cảm nhận liền, giống như nó hay lắm. Bởi vì khi mà trong cái bào thai á, nghe cái gì á là ra ngoài cả trong suốt 9 tháng 10 ngày á, là ra ngoài nó có thể cảm được cái đó luôn. Than thấy không, nghe bản nhạc đó phấn khởi lắm. Nên là mấy bạn mà có bầu rồi kia muốn con mình hướng sao á, trong cái vòng 9 tháng 10 ngày mà mang thai á, cho nghe thể nhẹ nhạc đó. Hồi đó lúc mà chơi trong cái bầu ngọc mở cho chơi nghe nhạc Mozart đồ cũng nhiều, Beethoven đồ cũng nhiều lắm, để cái tai nghe lên cái bụng bầu á. Thôi giữ cho uống gần, uống hết chưa mẹ coi coi. Ui chào ơi, sắp hết rồi. Con nè con nghe không mẹ hả? Gì sầu riêng vô luôn, dập mấy những chén chua cay này luôn. Than rồi chùi miệng chùi mạnh lên chứ chùi chi lạ nữa. Wow, giỏi quá, cô chú cho chay một chàng pháo tay thật là nồng nhiệt nào. Nữa không? À. Trời ơi, nữa hả? Chùi miệng sạch sẽ đi mày lấy. Đó, chai thứ hai đó, uống sao mà đổ nha, uống mà sao mà đổ là mày đập á. Lấy chùi miệng nè. Kêu cho cái mặt sạch sẽ coi. Về đâu mấy tóc người thương nè. Trời ơi, hút hai chai sữa chua luôn dữ không? Than Rồi con này con gì đây? Giờ con này con gì đây? Cái này là baby A phải không? Ha, baby này này y. Baby A chứ không phải baby A. Hả? À, baby shark đúng hả? Than Đó rớt vô nhà. Lẹ đi chứ mẹ, mẹ để mẹ thay đồ mẹ chải đầu con chứ mẹ nhìn con nãy giờ là mẹ mệt rồi đó chay.
Lệ đi rửa mặt, rửa tay, rửa ấy đồ nè. Rồi sao xảo, bây giờ sao xảo cái chai nữa, không uống nữa phải không? Mai mốt là chỉ cho uống một chai thôi, không cho uống thêm hai, chai thứ hai là xảo không à. Giờ vô thay đồ nha. Dạ. Đúng rồi. Hả? Giờ con uống này nữa không? Dạ. Con uống không? Uống thì bỏ vô miệng, uống đàng hoàng, uống cho hết. Còn không uống là nghe mẹ la. Chai. I got you more, JD. I know you like it. Okay. Oh, yeah, it's really windy. Did you take a nap? I tried to, but you guys were so loud out here. Oh, like, please, keep me up right. I couldn't take a nap because I hear kept hearing ding, 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 and this and that and this and that. No, you could close the door. It's on my way. Baby, when I take a nap, you guys are loud too, so. But you can sleep. Yeah. Thôi bây giờ đi xuống nè, thay đồ nè. Đây cô chú ơi, chay sau khi mẹ chải tóc đàng hoàng, mặc đồ vô đàng hoàng. À, cô chú thấy chưa, kêu chải tóc đàng hoàng. Trời ơi, ê, bỏ xuống là quýnh, bỏ xuống là bị quýnh liền. Jay. Con này làm gì trời? Jay. Ready? Okay, count to three. Đã không? Đó, tóc gió thơ bay đó. Đóng cửa lại, đúng rồi. Đó, bây giờ là chay ăn banana, mới thay đồ, mới tắm rồi cô chú nè. Giờ là 4 giờ chiều rồi nè. Giờ quay cho cô chay cô chú coi một ngày của chay. Ăn gì, làm gì, nó mới tắm đó, mặc bộ đồ đó chưa được nhiêu là tắm rồi đó. Ăn cắn vô miếng chuối cho cô chú coi coi. Ăn vô miếng chuối coi. Mà phải hỏi nha, phải hỏi ăn không mới lấy chứ còn không ăn là nó không. Cái gì vậy con? Bị gì á? À internet bị gì đây? À mày bị rớt dép hả? Nên mày sửa lại internet nha. Internet. Nào. Ngồi vậy sao mẹ quay con? Con làm dơ đó. À mẹ ngồi đây hả? Mẹ ngồi đây. Ok, mẹ ngồi đây hả? Mẹ bằng chân nhìn mẹ. Nó quýnh không? Bằng chân nhìn nó chuối. Giờ chơi mất chấp được không mà cô chú ơi? Giờ con người ta chơi xong môi, chơi chảy đầu rồi, chơi mất chấp rồi không mà. Uống miếng chuối nè. Em uống chấp. Đúng rồi. Coi kìa. Ăn chuối này, nói mà nó ăn được trái chuối Ngọc còn mừng hơn là nó ăn chén cơm nữa, mọi người tin không? Ngọc thích ăn trái cây, ăn ấy đồ kia hơn là ăn quất chén cơm vừa cho bá lửa. Toàn bột không đó không à. Ăn miếng chuối này là cũng tốt lắm luôn á. Trời ơi, giỏi quá. Thường thường người ta đói bụng ta thường hay ăn chuối. Muốn coi khác. Muốn coi khác là coi nào? Coi khác là coi nào? Muốn coi khác là coi nào? Coi khác. Khác là nào nó mẹ mới biết chứ. Ừ đó, bấm vô đi. À, muốn khác không? Ok. Đi ra đi á. Muốn coi nào? Muốn coi nhẹ. Ok. Make up đi. Mới ấy cho nó đó, mới tải cho nó mấy cái make up đồ này về. Từ từ. Rồi, bấm vô make up. Bậy không à. Bấm vậy à. Bởi vậy nó không ra quảng cáo sao được. Bấm tầm bậy không biểu. Rồi, mày cảm ơn nha. Ôi ơi, cô gỡ chuối ra kìa, cô chuối kìa, giỏi chưa? Giỏi. Ôi trời, dính tóc rồi, dính tóc miệng rồi. Để tóc, để chút đây mày chải đầu cho. Nó bây giờ là nó có cái mền với em nó bày sẵn đó đó, cái đó lên đây nó nằm nó chơi. Trời ơi, cái chân một cái chân để không chân nó ra bằng chân nè.
Ăn đi con, ăn chuối đi con. Ăn chuối đi chơi. Làm gì à? Làm gì hấp dẫn chưa? À, đang trang điểm. Bấm nút này nè, đúng rồi. Nhổ chân mày đi, nhổ chân mày không? À, bị đau rồi. Bị đau rồi hả? À, bị mụn rồi, bị đau rồi. Rồi sức làm sao cho đỡ bị mụn đi. Không, cái đó không phải bị, cái đó không phải bị đau mà con nói đi, mụn. Đúng rồi. Cái mụn. Ừ, mụn không nè. Tắt. Làm sao cho hết mụn đi. Bị đau rồi. Chịu đời nổi phải không? Sao cái này nó cứ mở ra mấy cái quảng cáo này hoài, mệt ghê. Rồi nhổ. Rồi nó gấp mụn đó. Hết rồi. Hết rồi hả? Mụn. Ăn chuối đi con. Hết rồi. Cắn miếng chuối vô mấy em mới hết. Cắn miếng chuối mới có sức làm tiếp. Để lên. Ủa sao tự nhiên người ngồi đó là chụp hình chụp hiếc đâu này kia nọ, tự sướng đi, tự sướng đi, đưa cái mặt nó vô tự chụp đi. Thôi đừng có chụp mẹ nha, đừng có quay qua mẹ, mẹ đang mặc đồ à. Đấy, đừng có quay mẹ, con tự chụp con đi chay à. Trời con nó ngồi kìa, rồi để nó quay thôi. Trời ơi, nó chụp hình tôi luôn rồi. Ok đây nè, rồi cảm ơn nha, thương quá. Ở trên chó bự rồi chay. Wow, chó bự dữ. Con chụp hình em đi, chụp hình em đi. Hey, mẹ ngồi con chụp hình em với mẹ đi. Chụp hình em với mẹ coi. Làm sao? Giờ con chụp hình em với mẹ làm sao? Làm sao? Ba bà. Làm sao? Chụp hình mẹ nè, chụp mẹ đi, chụp giùm mẹ đi. Quay ngược lại, quay ngược lại. Rồi chụp con rồi. Trời. Nghiêng ngã ngửa nữa. Trời ơi, chụp dữ vậy. Phải bỏ ba bà ra cười chụp mới đẹp. Cười lên. Đúng rồi, cười duyên dáng lên. Ui da. Rồi mẹ nó nè đó. Rồi vậy đó, chụp hình mẹ với em đi, để lên. Để lên, chụp hình em với mẹ nè. Để lên. Chụp. Nhét mẹ. Hả, đó, đúng rồi. Để lên. Chụp mẹ tắm rồi, mày đưa mặt mẹ vô nè. Đó. Đó đúng rồi, cảm ơn nha. Không, giờ nó giao dâu đúng đêm theo cái mền đó. Vậy à, mẹ với Chay chụp với nhau hả? Ok. À, Chay xin chụp hình với mẹ ha. À, Chay chụp Chay với em, ok. Rồi, bây giờ chụp Chay với em nè. Rồi, im xuống nha. Rồi, cái này bị chói sáng quá. Cười. Tự cầm gì, cái này mẹ đang quay phim, không được. Không quay mẹ hả? Rồi lấy tay ra, đúng rồi. Thấy mày chưa? Hi, hello.